Mất hàng chục triệu đồng vì tin vào các trang giả mạo tuyển dụng mẫu nhí trên mạng xã hội, tạo ra những ma trận trải nghiệm thử thách, thậm chí là mạo danh VTV để lừa đảo phụ huynh. Nở rộ nhiều trang web bảo hành mạo danh, trục lợi từ người tiêu dùng, thủ đoạn tinh vi đã khiến nhiều người dân sập bẫy. Phát hiện lỗi mới đối với dòng máy bay 787 Dreamliner, Boeing tuyên bố sẽ hoãn giao loại máy bay này. Giá điện tăng gấp đôi trong mùa nắng nóng khiến người dân Hàn Quốc đổ xô đi mua những thiết bị tiết kiệm điện. Khoảng 20 giờ tối qua, một vụ cướp tiệm vàng đã xảy ra tại xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Hai nam thanh niên đi xe máy đến cửa hàng vàng Đức Nam dùng búa đập vỡ tủ kính bày vàng. Một trong hai nam thanh niên này đã dùng súng bắn trả khiến con trai chủ cửa hàng vàng bị thương ở bụng. Và ngay sau đó, hai thanh niên này đã bỏ xe máy để bỏ chạy khỏi hiện trường. Hiện lực lượng chức năng huyện Kim Thành đang khẩn trương truy bắt hai đối tượng này và điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, dịp nghỉ hè, nhiều bậc phụ huynh muốn con mình được tham gia vào các khóa học về mẫu nhí để tăng thêm phần tự tin và có thêm những trải nghiệm thú vị mùa hè. Lợi dụng điều này thì không ít những trang Facebook, Zalo đã đăng tải tuyển mẫu nhí tràn lan. Thế nhưng mà đây chỉ là cái cớ để dẫn dụ các bậc phụ huynh tham gia vào các ma trận trải nghiệm do các đối tượng này tạo ra với mục đích là để lừa đảo. Đến giờ, phụ huynh này vẫn ngỡ ngàng với việc mình vừa bị lừa mất hơn 30 triệu đồng chỉ vì tin vào một trang giả mạo tuyển dụng mẫu nhí trên mạng. Thì em thấy là đăng ký cái mẫu nhí thì mùa hè 2023 cho con. Thế em với lại vào em đăng ký. Em vào hôm nay thì bạn ấy nhắn tin riêng cho em. Thế xong là cho số điện thoại, xong bạn ấy chủ động kết bạn. Thế xong bắt đầu đã đăng ký vào cái link mà gửi vào cái link của hàng của Lazada. Là bỏ qua 3 vòng thử thách. Tóm lại tổng số tiền mà em đã bị mất là hơn 30 triệu ạ. Tại trang tin này, ngay khi phụ huynh có nhu cầu ứng tuyển cho con tham gia chương trình mẫu nhí, các đối tượng sẽ yêu cầu phụ huynh các bé kết bạn, sau đó sẽ cho phụ huynh vào một nhóm kín với nhiều phụ huynh khác. Tại đây, các bậc phụ huynh được yêu cầu thực hiện nhiều thử thách, nhiệm vụ khác nhau để chứng minh là mình muốn gắn bó cùng công ty. Đầu tiên là chuyển tiền để mua các món hàng với giá trị nhỏ, một vài trăm ngàn đồng, với lời hứa hẹn sẽ được trả lại cùng với 10% hoa hồng. Sau đó, các nhiệm vụ khác nhau cũng được tung ra với số tiền ngày càng tăng, lên tới cả chục triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu đồng. Lúc này, các đối tượng tuyển mẫu nhí mới cố tình đưa nhiều lý do để không hoàn lại tiền. Vâng, chắc hẳn là quý vị sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao mà các bậc phụ huynh lại có thể dễ dàng tin tưởng các đối tượng lừa đảo để mà chuyển hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu đồng theo yêu cầu. Đáp án thì nằm ở những chiêu trò, thủ đoạn phải nói là cực kỳ tinh vi, giăng sẵn trong các group cùng với các chân rết nằm vùng, chỉ chờ các bậc phụ huynh mất cảnh giác rồi sập bẫy. VTV tổ chức chương trình tuần lễ thời trang hè, các ứng viên vui lòng vào ứng dụng Baking để thanh toán sản phẩm mà nhà tài trợ yêu cầu. Những hình ảnh quảng cáo này được các đối tượng tuyển mẫu nhí công khai gửi cho nhiều bậc phụ huynh. Sau đó, nhiều nhiệm vụ thử thách mua hàng từ quần áo vài trăm nghìn đến túi xách hàng chục triệu đồng rồi đến ghế massage hàng trăm triệu đồng đã được các đối tượng này đăng tải dán cùng với logo trong trang website của báo điện tử VTV News. Đại diện báo điện tử VTV News cho biết những hình ảnh trên là giả mạo, đã bị cắt ghép, chỉnh sửa. Cái chương trình siêu mẫu nhí có logo là VTV nên tôi nghĩ là thật, nên tôi tin tưởng hoàn toàn, không có sự nghi vấn gì hết và tôi làm theo hướng dẫn. Không chỉ mạo danh VTV, các đối tượng còn mạo danh các thương hiệu thời trang có tên tuổi. Doanh nghiệp hãng thời trang này vài tháng gần đây liên tục tiếp nhận hàng trăm kiến nghị của các bậc phụ huynh và khách hàng về việc xuất hiện các trang Facebook gắn tên nhãn hiệu đã được bảo hộ Canifa của doanh nghiệp để kêu gọi tuyển dụng mẫu nhí. Chắc chắn là giả mạo vì Canifa hoàn toàn không tuyển mẫu nhí. Hàng ngày chúng tôi vẫn đang quét các page giả mạo và các page rất là nhiều. Chiêu trò giả mạo các thương hiệu có tiếng từ cơ quan nhà nước đến doanh nghiệp của các đối tượng tuyển mẫu nhí ở trên được các chuyên gia đánh giá là rất tinh vi, xảo quyệt, bởi các thương hiệu có tiếng thì các bậc phụ huynh và người dùng dễ tin tưởng. Từ đó là điều kiện để các đối tượng này đưa nạn nhân vào bẫy lừa đảo. Thưa quý vị, nếu những vật dụng trong nhà như là tủ lạnh, tivi, máy giặt bị hư hỏng thì thường quý vị sẽ tìm kiếm các dịch vụ bảo hành từ chính hãng.
Với những tờ giấy bảo hành như thế này thì chúng ta sẽ thường bỏ quên đâu đó do cất quá kỹ hoặc là vô tình thất lạc. Nên vì thế mà người dân thường tìm kiếm thông tin về địa chỉ trên mạng. Lợi dụng điều này thì nhiều trang web bảo hành mạo danh trục lợi từ người tiêu dùng được dịp nở rộ. Và thủ đoạn tinh vi đã khiến nhiều người dân sập bẫy. Tủ lạnh nhà chị A bỗng dưng kém lạnh đột ngột. Do mất sổ bảo hành nên chị đã tìm kiếm trên mạng internet và đặt lịch sửa chữa theo trang bảo hành điện tử được khẳng định là trung tâm chính hãng Quỷ Kim. Sau khi đặt lịch hẹn, chỉ sau vài tiếng đã có nhân viên kỹ thuật đến. Gần một tiếng tháo nguyên tủ lạnh thì nhân viên này cho rằng tủ nhà chị A bị hư bo mạch và phải thay với giá gần 6 triệu đồng. Bảo hành 1 năm. Tuy nhiên, khi hỏi nguyên nhân hư hỏng là vì sao thì không thể trả lời mà chỉ liên tục yêu cầu chị thay sản phẩm mới. Có bảo cho nó cũ á. Thế nên có bảo về kiểm tra. Vâng. Rồi bọn em sẽ báo cho biết sửa bao nhiêu tiền bảo hành bao lâu. Đồng ý thì bên em sẽ sửa cho mình. Vâng. Không đồng ý thì bên em sẽ trả đi dạy cũ và sẽ tìm kiếm kiểm tra bên em có bảo hành của mình. Và khi chị A không đồng ý thay bảo mạch vì nhiều thông tin không rõ ràng thì nhân viên đành ngậm ngùi đi về. Và từ đó chị liên tục nhận hàng loạt cuộc điện thoại được cho là nhân viên chăm sóc khách hàng chính hãng gọi điện để trách móc và thúc giục nên thay. Alo. Dạ alo. Em bên Hitachi á chị không chịu làm gì, chị kêu biết học bên em qua chị. Em là bên Hitachi hay bên Nguyễn Kim? Dạ em bên Nguyễn Kim á chị. Em mới xuống lắp cho mình. Ừ. Dạ mạch chị kiểm tra thì bên em để em bo xuống. Cùng một nhân viên nhưng lại hai cách trả lời mập mờ, lúc thì Hitachi và lúc thì là Nguyễn Kim. Tôi hỏi về cái thời gian bảo hành thì nó không có một cái sự thống nhất giữa kỹ thuật với lại ở bên hãng gọi cho tôi, và tôi hỏi về những cái điều kiện điều khoản khác á, thì nhân viên ở bên Hitachi trả lời không có rõ ràng và thấu đáo. Nên là tôi cũng không biết là thực sự cái số mình gọi có đúng thực sự là hãng của Hitachi hay không. Bởi vì ngay cả khi search là bảo hành Hitachi ở trên mạng thì thấy rất là nhiều cái kết quả. Đây không chỉ là câu chuyện duy nhất mà chúng ta có thể thấy rất nhiều câu chuyện tương tự cũng đã được chia sẻ trên mạng. Gia đình chị này cũng vì tin tưởng một trang bảo hành mạo danh đã chấp nhận bỏ 8 triệu đồng để thay bóc máy tủ lạnh, nhưng rồi tiền mất tật mang vì dù thay mới nhưng tủ lạnh vẫn không hoạt động bình thường. Thưa quý vị, thông tin đầu tiên chúng tôi xin được gửi đến quý vị đó là Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội khẩn theo Nghị định 20 của Chính phủ. Theo đó, thì Ủy ban Nhân dân Thành phố sẽ hỗ trợ 18 triệu đồng cho hộ gia đình có người thân qua đời vì Covid-19 tại cộng đồng do người nhà tự tổ chức thực hiện mai táng trên địa bàn thành phố. Hộ gia đình sẽ nộp tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng theo mẫu và giấy báo tử của người thân gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú. Vâng, và thưa quý vị, một thông tin y tế đáng quan tâm. Khi mà lại có thêm 3 người trong một gia đình ăn trúng nấm độc, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cho biết là đã sơ cứu và chuyển bệnh về Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà người chồng đã tử vong. Và theo thông tin ban đầu thì vào ngày 4 tháng 6, gia đình của ông CHH tự vào rừng để hái nấm không rõ loại, tương tự như là nấm trứng gà hay trứng ngỗng, mang về để chế biến thức ăn. Và sau bữa cơm thì cả 3 người trong gia đình đều có triệu chứng là đau bụng, ói, tiêu chảy nhiều lần. Và khi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy thì ông H được chẩn đoán là ngộ độc nấm mức độ nguy kịch, bị rối loạn đông máu, tổn thương gan và thận cấp. Vợ và con gái của ông thì đang được Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị. Bà sợ nhất có bà ốm ấy, không ai nấu cho bà ăn, không ai giúp bà, sợ nhất thế. Còn chết thì bà không sợ. Nói thật, cô xác định dạ thì sau này già mà yếu không thể chăm sóc thì thuê người về chăm sóc. Thế mình bảo bây giờ thôi, cái quỹ thời gian của mẹ mình thì nó cũng không còn dài. Bây giờ còn mẹ là còn tất cả. Tất cả những cái tích cực nhất có thể mình làm được là mình sẽ dành cho mẹ mình. Thưa
Thưa quý vị, nhân tháng 6, tháng có ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, chúng tôi mời quý vị ngồi lại ít phút trước màn hình để nghe câu chuyện của người già. Bởi đâu đó trong câu chuyện của những nhân vật chúng tôi kể hôm nay có thể có bóng dáng chính gia đình quý vị trong đó. Chúng ta thì vẫn nghe một câu hát rất quen tai là thích một mình nhưng sợ cô đơn. Người trẻ hát thế nhưng nỗi cô đơn thực sự chỉ có người già mới thấm thía. Quả thực mà nói, người trẻ thì có nhiều sự lựa chọn với những hình thức vui chơi, giải trí, với hàng tá những mối quan hệ xã giao hay là sử dụng sự bận rộn trong công việc v.v. để có thể giải tỏa âu lo, khỏa lấp phần nào chênh vênh trong cuộc sống. Còn người già, đó là ông bà, là cha mẹ chúng ta, những người trong độ tuổi đang âm thầm về bên kia con dốc cuộc đời. Họ có ít đặc quyền hơn vì kết nối xã hội, sức khỏe, tâm lý, đầy những hạn chế, khó khăn. Và không muốn phiền hà tới con cháu hay bất kỳ ai, nhiều người đã lựa chọn xu hướng là sống một mình khi về già, học cách chấp nhận với sự cô đơn ở tuổi xế chiều. Lúc lại ngồi nhìn cái ảnh của ông này là người thế này mà bỏ tôi đi, chán thật. Cũng lắm lúc cũng hơi bị tủi thân. Có ông bà đấy nên với con thì không phù hợp, thế là bỏ, thế là lại về quê. Đấy, cho nên là nhiều trường hợp như thế, cho nên cô nhìn thấy cái nhiều cái gương cô xác định. Hay dù đói như no, dù khổ như sướng, vất vả như thế nào cô cam chịu. Tự do nhưng cô đơn, đó là lựa chọn của bà Thu khi đã ở tuổi xế chiều. Cuộc sống chật chội trong những căn chung cư khiến bà cảm thấy ngột ngạt. Những thói quen sinh hoạt trên thành phố, cách ăn uống làm người sống cả đời ở quê như bà cảm thấy lạc lõng. Cháu tuổi bây giờ đi làm cơ quan về đã mệt mỏi chế. Có khi này ăn không ăn cùng. Mình thương mình chính là mình thương các con, các cháu mình. Nói thật cô xác định dạ thì sau này già nó yếu không thể chăm sóc. Thì thuê người về chăm sóc. Không muốn ở với con nào hết. Chỉ thích ở một mình. Sống một mình quá lâu, đôi khi khiến người già không còn nhận ra mình là người cô đơn. Họ hài lòng với cuộc sống lặng lẽ như vậy. Chẳng ai muốn mình là kẻ cô đơn. Nhưng đôi khi mình không thể lựa chọn. Khăn gói xa gia đình để đến nơi mà mình không bị kỳ thị. Bà Sợi là một trong số những người đầu tiên đến ở và điều trị tại trại Phong Đá Bạc, và cũng là người cuối cùng ở lại đây khi lần lượt những người bạn thân nhất đều ra đi. Này, bà Khuê này, ông Thọ này, ba này, thế này bà Oanh là bốn này, thế này bà Thực là năm này, người chết trước chết sau thôi, họ đi hết rồi thì cũng phải một mình ở hơn. Lắm lúc tuổi thân này. Gái ơi, nên bà bảo này, hôm nay ăn cháo gì? Con gái đấy, con gái năm nay 10 tuổi rồi, mà thương những con của. Mình không, mình cố nhịn, nhưng mà nó đói mình cũng khóc. Như con cháu trong nhà, không rời được giống nó, mình nuôi nó từ bé. Đấy, bà giờ chết thì lúc bây giờ mình không nghĩ. Cuộc sống chỉ trông chờ vào đàn gà hay mớ rau củ sắn. Mỗi lần đau ốm thì lại bán đi để lấy tiền trang trải. Niềm vui nho nhỏ của bà đó chính là có người lạ đến thăm hàng ngày để được trò chuyện. Những năm lúc mà có người chơi thì thấy nhanh lắm. Thế mà đến lúc mà có một mình thì mãi chả tối. Bà sợ nhất có bà ốm ấy, không ai nấu cho bà ăn ấy, không ai giúp bà, sợ nhất thế đó. Còn chết thì bà không sợ. Thì có ngã là không gọi được ai. Tôi nằm lúc thì nó đỡ đau thì dậy. Nghĩ đi nghĩ lại khóc chán thì mỏi mồm thôi. Thế cố bảo không khóc, không khóc nữa. Thế thôi. Cô đơn nhưng không cho phép mình yếu đuối. Quyết định không chuyển đến trại phong khác, bà đã xác định gắn bó ở nơi này cả một cuộc đời. Ở lại chỉ để hương khói cho người đã mất. Đối với bà, đó cũng là mục đích sống cuối cùng. Việt Nam có hơn 4,3 triệu người cao tuổi sống một mình hoặc ở cùng người dưới 15 tuổi cần được hỗ trợ chăm sóc. Đây là kết quả điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình năm 2021 do Tổng cục Thống kê thực hiện. Báo cáo cũng chỉ ra rằng Việt Nam đang có tốc độ già hóa dân số nhanh. Bên cạnh đó thì cấu trúc gia đình tại nước ta đang thay đổi rõ rệt khi mà tỷ lệ người cao tuổi sống cùng con cháu đang ngày một giảm dần. Theo số liệu thống kê, Việt Nam hiện có 65% người cao tuổi là đang ở với con cháu. Còn 35% thì tự những người cao tuổi sống với nhau hoặc là sống độc thân. Cái mô hình mà sống với con cái hiện nay đang có xu hướng giảm dần và sẽ giảm rất nhanh để tiến tới những cái mô hình
mà sinh hoạt tập thể, sinh hoạt cộng đồng, và nó cũng thuộc về cái tất yếu của cái hội nhập quốc tế hiện nay. Từ những xu hướng và những biến động về tỷ lệ cơ cấu dân số nói trên đặt ra nhiều thách thức cho công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, trong đó thì chăm sóc sức khỏe tinh thần đóng vai trò vô cùng quan trọng. Dù là sống cùng con cháu hay là sống riêng thì nhu cầu kết nối, được gần gũi và có những tương tác trực tiếp với con cháu của người cao tuổi chưa bao giờ giảm, thậm chí là còn tăng lên khi người cao tuổi gặp những vấn đề về sức khỏe. Do đó mà nhiều con cháu ở độ tuổi 20, 30 hay những người con đã U 50 rồi đang có nhiều cách làm khác nhau để khoảng cách thế hệ được xích lại, đặc biệt khi những cách làm này đã thu hút hàng triệu lượt yêu thích trên mạng xã hội và lan tỏa đi những thông điệp tích cực. Cô nào? Thôi cô sai. À rồi, ưu quý nhất ai? Ưu quý nhất là Hương. Ai đây? Em bé đây. Em bé U là cách ông Hương dí dỏm gọi người mẹ đã gần 100 tuổi. Biết rằng sẽ chẳng thể chống lại sự nghiệt ngã của thời gian và tuổi tác, ông đã tìm hiểu và xây dựng một kế hoạch chăm sóc phù hợp nhất dành cho mẹ của mình. Thế mình bảo bây giờ thôi, cái quỹ thời gian của mẹ mình thì nó cũng không còn dài. Bây giờ còn mẹ là còn tất cả. Tất cả những cái tích cực nhất có thể mình làm được là mình sẽ dành cho mẹ mình. Như một bác sĩ tâm lý, từ hờn dỗi, nhớ nhớ quen quên cho đến những cáu giận vô cớ của mẹ, ông Hương đều có cách giải quyết chỉ bằng một bí kíp duy nhất. Tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là tôi giữ được cái trí nhớ cho mẹ tôi nó không lu mờ. Khi mà người lẫn thì người ta không có phân biệt được là đúng hay sai, thật hay giả. Thế quan trọng nhất là cái ân cần và thêm cái kiên trì để dành những cái câu tích cực dành cho mẹ mình. Đặt mình vào vị trí người lớn tuổi cũng là cách anh Bằng thu hẹp khoảng cách với người bà của mình. Những cuộc đối thoại ngắn nhưng khiến bà cười vui đã tạo nên những clip thu hút hàng triệu lượt xem và yêu thích. Mà bà làm nào bà lại gãy được cái răng vậy? Tự nhiên nó gãy. Tự nhiên nó gãy á? Con tưởng bà ăn cháo bị gãy răng. Ăn cháo bị gãy răng. Có những cái clip mà khi nói chuyện với bà ấy thì bà rất là gần gũi và cũng rất là hài hước. Mình muốn lưu giữ lại những cái kỷ niệm, những cái khoảnh khắc thì mình quay rất là tự nhiên như thế thôi, nhưng mà không ngờ lại chạm được đến rất nhiều những cái tình cảm của mọi người. Và như bà này lớn tuổi rồi, chính vì vậy mà rất cần những người con, những người mà luôn luôn gần gũi chăm sóc để nói chuyện, để giao tiếp, để tiếp xúc làm sao cho người già cảm thấy khuây khỏa, vui vẻ hơn và ăn uống được nhiều hơn, ngủ ngon hơn. Chính những nhà sáng tạo nội dung triệu view này, họ cũng không giải thích được lý do vì sao những video của mình lại được yêu thích đến thế. Có lẽ là bởi những nụ cười, những hình ảnh ghi lại cuộc sống hàng ngày của ông bà, mẹ cha là khoảnh khắc đẹp nhất mà người con cháu nào cũng muốn lưu giữ, đặc biệt khi thời gian là thứ trở nên quý giá. Đã có một tấn vải U Hồng Việt Nam hay còn gọi là vải chín sớm vừa được xuất khẩu sang thị trường Anh và trở thành lô vải xuất khẩu chính ngạch đầu tiên của Việt Nam đến Anh trong năm nay. Và thêm nữa thì vải Việt Nam hiện đang có giá bán khá cao tại Anh với khoảng là 15 bảng trên 1 kg, tức là tương đương với hơn 400.000 đồng. Vải U Hồng phân phối tại thị trường này năm nay có bao bì mang hình ảnh cờ đỏ sao vàng của Việt Nam nhằm giúp cho người tiêu dùng ở Anh có thể nhận diện thương hiệu quốc gia, tạo ấn tượng trái vải là một đặc sản riêng của Việt Nam. Giá vải cao một phần là do loại quả này phải vận chuyển bằng đường hàng không để đảm bảo về độ tươi. Toàn bộ quá trình từ lúc xuất hàng tại vườn ở Việt Nam đến khi mà được bày bán sản phẩm tại siêu thị ở nước Anh thì chỉ kéo dài là 36 tiếng. Bao gồm thời gian đóng gói hàng và vận chuyển từ Việt Nam, thông quan và phân phối đến nhà bán lẻ ở Anh. Theo doanh nghiệp chuyên phân phối nông sản Việt Nam tại Anh thì lợi thế của vải chín sớm của Việt Nam là có sớm hơn vải thiều của Trung Quốc và Mexico khoảng một tháng. 370.000 tấn vải thiều của năm nay sẽ phải tiêu thụ gói gọn trong một khoảng thời gian khá ngắn, là chỉ trong vòng từ 1 cho tới 2 tháng. Áp lực tiêu thụ vải tươi luôn là một nỗi lo của rất nhiều nhà vườn ở nhiều địa phương. Thế nhưng năm nay, bên cạnh những tín hiệu tích cực của thị trường xuất khẩu, thì trong nước đã có những cách tiếp cận mới đang làm thay đổi cả tư duy của người bán và người mua. Lần đầu tiên, một vườn vải thiều ở thôn Trão, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang đã trở thành một khu du lịch. Rất nhiều du khách đã có mặt như một sự trải nghiệm mới mẻ. Nếu trải nghiệm du lịch vườn vào tháng 3, du khách có thể ngắm hoa vải thiều nở rộ.
dựng lều cắm trại dưới tán cây, hít thở không khí trong lành và mùi hoa thoang thoảng. Còn từ tháng 5 đến tháng 7, du khách sẽ được trải nghiệm vườn vải thiều trĩu quả. Cảm nhận vị thơm ngon của trái vải ngay tại vườn đã khiến cả gia đình chị Giang thích thú. Em đã đến đây từ tối hôm qua và em được trải nghiệm là ngủ ở trong lều, ở trong giữa vườn vải này như này. Thì là cảm giác như cái hương vải nó ở xung quanh mình, cảm giác không gian về tự nhiên rất là tuyệt vời. Sáng ngủ dậy thì bừng mắt dậy là xung quanh toàn là vải, cảm giác nó rất là mới lạ. Hình ảnh chủ nhân của vườn vải này cũng được quảng bá. Vườn vải còn là sàn diễn thời trang. Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã đánh giá cao bí quyết chăm sóc cây vải thiều ra hoa đậu quả ngay trên thân cây của ông Hành và cách làm du lịch ở đây. Trên diện tích hơn 15 hecta với gần 5.000 gốc vải trên 30 năm tuổi, ông Hành đã trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ, vải đạt chứng nhận tiêu chuẩn Global Gap. Quả vải tại đây đã được xuất đi Nhật và Đức và sản lượng dự kiến của vụ mùa năm nay là khoảng 200 tấn. Nhưng năm nay ông và nhiều bà con đã giảm áp lực tiêu thụ vải tươi khi mở ra cách làm mới này. Từ đầu năm giờ thì từ cái hoa, từ hoa là khai thác mật, tức là mật ong ấy, thì cũng đã khoảng từ 300 lượt người đến rồi, 300-400 lượt rồi. Nhưng bây giờ là chắc là đông đến hàng ngàn trở lên. Về tiêu thụ thì gia đình chúng tôi bây giờ không phải lo tiêu thụ nữa. Bây giờ công ty người ta bao tiêu hết rồi. Vâng, bao tiêu hết mà hơn nữa là cũng không phải là đi thu hoạch đêm và nó cập dập như những năm trước kia. Hồi xưa giờ chúng ta đem vườn ra ngoài chợ đúng không ạ? Bây giờ anh này anh đem chợ về vườn đúng không? Đó là cái tôi phát hiện đem chợ về vườn để người tiêu dùng cùng đi chợ mà không phải ra ngoài siêu thị nữa mà về vườn để đi chợ để mua vải thiều. Nó sẽ tạo ra được một cái hiệu ứng rất là lớn. Tôi chưa nói về cái giá trị hữu hình mà cái giá trị vô hình nó lớn, nó sẽ thay đổi cả một cái hình ảnh về cái cây vải thiều, trái vải thiều của Lục Ngạn. Tại Bắc Giang, nhiều du khách còn được tiếp cận mô hình cây vải vườn nhà, đó là bỏ ra khoảng từ 4 đến 5 triệu đồng để sở hữu một cây vải. Cây vải được du khách lựa chọn mua sẽ được cắm biển tên mình. Dự kiến mỗi cây vải cho sản lượng thấp nhất là khoảng 70 đến 80 kg, cây sai quả đạt hơn 100 kg. Năm nay là năm đầu tiên vải thiều Bắc Giang sẽ được xuất khẩu bằng đường sắt liên vận quốc tế qua ga kép tại tỉnh này. Trung bình mỗi ngày dự kiến sẽ có thể vận chuyển được khoảng 300 tấn vải từ ga kép sang ga Bằng Tường Trung Quốc. Việc vận chuyển bằng đường sắt sẽ giúp thời gian rút ngắn, khắc phục được tình trạng ùn ứ tại các cửa khẩu. Nhờ đó chất lượng quả vải sẽ được đảm bảo hơn. Huyện Lục Ngạn hiện có 88 mã số vùng trồng đảm bảo đáp ứng các điều kiện xuất khẩu chính ngạch. Năm nay thì dự kiến sản lượng quả vải tươi toàn huyện sẽ đạt khoảng là 98.000 tấn. Hãng sản xuất máy bay Boeing đã cảnh báo về một lỗi mới phát hiện đối với dòng máy bay 787 Dreamliner và sẽ hoãn lại giao loại máy bay thân rộng này. Trong thông báo thì Boeing cho hay hãng đang kiểm tra những chiếc 787 trong kho để có thể phát hiện lỗi liên quan đến lắp đặt hệ thống ổn định ngang của máy bay. Theo Boeing thì lỗi này không liên quan đến an toàn chuyến bay và các máy bay đang được khai thác thì có thể tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, việc giao hàng các máy bay mới sẽ bị chậm lại khoảng 2 tuần. Tại Bangladesh thì một đợt nắng nóng gay gắt đang càn quét qua, trời oi nóng, hệ thống điện bị quá tải dẫn đến tình trạng cắt điện diện rộng và càng khiến cho cuộc sống của người dân thêm phần khó khăn. Một buổi sáng ở thủ đô Dhaka, Bangladesh, trời nóng hơn 41 độ C, như thiêu như đốt. Thời tiết cực đoan khiến cuộc sống của những người lao động càng thêm vất vả. Nắng nóng quá làm tôi cảm thấy ngột ngạt, không có bóng râm. Lặng gió đến mức lá cây cũng đứng im. Kéo xe lúc này thật mệt nhọc. Giữa thời tiết oi nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Bangladesh lại phải đóng cửa nhà máy điện lớn nhất nước này. Do không có đủ than để duy trì hoạt động, tình trạng mất điện diễn ra phổ biến trên cả nước. Nhiều khu vực bị mất điện tới 5 tiếng mỗi ngày. Riêng hôm nay tôi có hơn 20 con gà bị chết vì quá nóng. Ở nhà thì mất điện, làm tôi không thể ngủ được. Tôi cảm thấy thật tuyệt vọng. Để đảm bảo sức khỏe cho trẻ em, chính phủ Bangladesh thông báo đóng cửa tất cả các trường tiểu học công lập đến giữa tuần này. Cục khí tượng Bangladesh dự báo đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài cả tuần, đến ngày 12 tháng 6 mới có khả năng hạ nhiệt.
tình trạng nắng nóng ngày càng diễn biến nghiêm trọng tại quốc gia Nam Á. Nhiệt độ tại Bangladesh trong năm nay đã tăng từ 2 đến 7 độ C so với cùng kỳ năm ngoái. Vâng, nắng nóng cũng đang làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của người dân Hàn Quốc. Kể từ đầu năm tới nay thì giá điện tại nước này đã tăng gấp đôi, gây áp lực lớn lên các hộ gia đình, khiến cho người dân Hàn Quốc đổ xô đi mua các thiết bị có tính năng tiết kiệm năng lượng. Quạt, điều hòa hiệu suất cao, cho tới các ổ cắm tiết kiệm điện. Tất cả đều đang là những sản phẩm được ưa chuộng hàng đầu tại Hàn Quốc trong những ngày này. Người dân đang cố gắng tìm kiếm những thiết bị vừa có thể giúp xua đi cái nóng, vừa giúp hóa đơn tiền điện không tăng quá cao. Tôi đang tìm loại ít tốn kém nhất, xét cả về mặt hiệu quả sử dụng và năng lượng. Thay vì tập trung vào việc mua các máy điều hòa tiêu tốn nhiều điện năng, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn thêm các thiết bị làm mát khác để tăng hiệu quả. Tại một trung tâm bán lẻ lớn, trong khi doanh số bán điều hòa không thay đổi nhiều, doanh số bán quạt điện đã tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, còn doanh số bán máy hút ẩm tăng hơn 6 lần. Độ ẩm cao khiến chúng ta cảm thấy nóng hơn. Máy hút ẩm sẽ phát huy hiệu quả khi sử dụng cùng với các thiết bị điều hòa không khí. Ngay cả khi có mức giá đắt đỏ hơn, các sản phẩm có tính năng tiết kiệm điện vẫn nhận được nhiều sự chú ý hơn các sản phẩm khác. Chiếc quạt được trang bị động cơ hiệu suất cao này đắt hơn khoảng 10.000 won so với hầu hết các sản phẩm tương tự, nhưng doanh số bán hàng vẫn tăng lên. Mặc dù giá đắt hơn, nhưng tốt hơn là tôi nên mua cho nhà mình một thiết bị tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo, chỉ sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng thôi là chưa đủ. Người tiêu dùng cần kết hợp thêm các biện pháp khác như giữ điều hòa nhiệt độ ở 27 độ C, thường xuyên vệ sinh bộ lọc điều hòa không khí để có thể thuận lợi vượt qua mùa hè nóng bức với hóa đơn tiền điện ở mức phải chăng.